Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Dream nâng cấp với cái dàn chân trước mạnh mẽ đến từ xứ Châu Bàn. Honda Dream là một cái dòng xe đã bị ngừng sản xuất ở Việt Nam, nhưng ở bên Thái thì em ấy được sản xuất và rất được ưa chuộng. Dream có một kiểu dáng là trung tính, thích hợp cho mọi lứa tuổi từ thanh niên đến người già. Vì vậy cái dòng xe này dễ dàng lọt vào mắt xanh của rất nhiều dân đam mê độ chơi ở Thái Lan. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái chiếc Dream được nâng cấp từ mặt ngoại hình vào tới tận bên trong. Mình tin chắc anh em sẽ cực kỳ thích thú khi xem cái chiếc Dream này. Cái phần nhựa ở dàn đầu, chè trước đều được phủ một cái vân carbon kết hợp cùng với cái da màu xanh làm nền tảng cho người nhìn có cảm giác là cực kỳ mới lạ. Vì để ứng dụng trong quá trình di chuyển hàng ngày nên người chủ đã gắn một cái rổ. Cái rổ này thể hiện được sự sang trọng của người chủ khi chất liệu của nó là bằng titanium. Chè trước đến phần bờ cổ là độ đã được ra đời cái chiếc xe này, đi khẳng định thương hiệu. Khi dán lên thì tên của cái xưởng độ là một cái chút điểm nhấn cho cái phần tay lái của cây dự lực Hollin. Màu đen là cực kỳ sang trọng, cây dự lực sẽ giúp phần tay lái ít bị chà đảo hơn khi đi tốc độ cao. Cái dàn chân chiếc xe đã trông nó bật hơn nhờ vào cái cặp liền nhôm cái gam màu vàng óng ánh. Đĩa thắng trước là đĩa đồ chơi thiết kế tựa như Rainbow Oversize. Nhiệm vụ là tối ưu cái hiệu sức của xe được giao cho con heo độ Rainbow 4 vít xứng. Chiên dầu đến con heo là sợi dầu độ có những cái ngắt dầu cái màu sắc rực rỡ làm điểm nhấn cho cả cái dàn chân trước. Và phải nói được chút, người chủ có đam mê cực lớn với những món đồ chơi Titan. Vì các chi tiết trên xe bao gồm cần số, chấm nghiêng, chấm đứng đều được gia công từ bìa Titan. Những chi tiết này được lên màu là cực kỳ rực rỡ. Quan trọng nhất là vẫn phù hợp với tổng thể chiếc xe. Tay chắc xào làm bằng cái điện Titan cắt tiền, làm cho cái nền để cái tay chắc nó bật hơn. Thì phần áo được tinh chỉnh cái đuôi đèn, dây sau được phủ carbon. Và ở đây ta thấy được cái cặp phục bạch S màu đỏ làm chút điểm nhấn cho cả chiếc xe thêm chút nổi bật và tăng thêm cái chút hiệu năng. Còn ở đây giúp các bạn chiêm ngưỡng hết cái sự tuyệt đẹp, cái má đùm cao và các chân được phay lỗ dựa tinh tế là phần giảm trọng lượng chiếc xe này. Bộ phận ống xả đều đến từ Titan là cực kỳ đẹp và mình chắc cái bộ này sẽ cho ra thứ âm thanh là cực kỳ quyến rũ. Quay 125 nâng cấp rất quyến rũ với rất nhiều món đồ chơi mơ ước. Với nhiều phiên bản khác nhau được người dùng gọi tắt là Future 125. Tuy nhiên ở trường Thái Lan, cái dòng xe này mang tên gọi là Quay 125 được ứng dụng nhiều trong việc là hàng ngày nhưng thành một cái tác phẩm nghệ thuật đường phố, là nơi những tay chơi gửi gắm cái niềm đam mê độ xe và ý tưởng của mình. Số chứng minh cái phần thắng Rainbow AX19 càng khiến chiếc độ thêm chút sang chảnh thẩm mỹ. Phiên bản này ứng dụng bình dầu rời, chính vì thế mà người chủ lắp thêm bình dầu làm bằng nhựa cứng kết hợp cùng cái nắp Daytona chính hãng có mức giá thành khoảng 1 triệu một tay ở Việt Nam. Dàn chân trước trang bị dầu đồ chơi bấm đầu CNC kết nối với heo Rainbow lục đỏ 2 bít xứng. Để thắng mang cái tên Rainbow Motoba kích thước 220 được bắt cho đứng trước thông qua một cái thất lòng được gia công bằng cái máy chạy CNC chỉnh đến từng chi tiết nhỏ. Cái chất liệu carbon của cái chiếc Quay 105 này được thiết kế bằng Titan, có khả năng chịu nhiệt tốt hơn, không bị hoen rỉ sau một thời gian dài sử dụng. Lốc máy được tạo điểm nhấn bằng cái dòng chữ Honda được sơn đỏ xung quanh, là cái viền ốc Svea cực kỳ nét. Mình không rõ đây có phải là trang phục Hollin hay không, thì rất nhiều chi tiết phốt bên trong và chân buộc không giống với sản phẩm Hollin mà ta thấy. Tuy nhiên với kích thước bình dầu lò xo lớn và chi tiết nhựa ở gầm xe và bao kê cái sên được quét rộng hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, share, subscribe.